Emry xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hiện tại thì Emry đang có mặt trên đường Lý Thái Tổ, quận 10 đây. Khu vực này thì chuyên kinh doanh, khu đoạn này thì nước sơn nữa, sơn nước, sơn dầu nó rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thì cái mùa Tết rồi, gia đình chúng ta thấy là những cái cửa hàng mà chuyên doanh nước sơn như thế này đây thì cũng đóng, gọi là cửa mở nhưng mà im đềm như thế này đây. Không có một bóng khách luôn. Những cái chỗ mà chuyên hóa chất rồi pha sơn rồi đây thì bây giờ là gần như là cái mùa Tết này rồi, nhưng mà hiện tại thì cái tình hình mà cái công tác mà chuẩn bị đón Tết của bà con năm nay gần như là eo xèo luôn. Lý do là bây giờ thì tình hình kinh tế quá khó khăn, kinh doanh buôn bán thì đa số là phá sản thất nghiệp không à, cho nên là bây giờ là không có tiền. Thành ra là khi mà chuẩn bị cho những cái đợt Tết trang trí nhà cửa rồi đợt Tết cuối năm á, thì lại là bị vướng một cái là bây giờ không có tiền trong túi, cho nên là không muốn làm gì hết, muốn làm cũng không được nữa. Những cửa hàng mà thảm trải rồi nè, coi như là sơn đèn trang trí rồi khu vực này là te thua tơi đã hết rồi. Cả nhà mình thấy đó, kể cả ngoài đường Lý Thái Tổ này mà giờ này giờ đẹp luôn nè, 10 giờ kém nè mà vắng tẻo teo luôn đó. Thì những cửa hàng mà chuyên kinh doanh về thiệp cưới rồi đó thì bây giờ là coi như là cũng chạy hết rồi, đóng cửa rất là nhiều. Tại khu vực này là chuyên về in thiệp rồi danh thiếp rồi nè, thiệp cưới rồi, nhưng mà bây giờ thì tình hình dân số Việt Nam chúng ta thì đã già hóa rồi, cho nên là đã qua cái cột mốc là dân số vàng rồi, cho nên là cái tình hình gọi về cưới hỏi rồi đó thì nó cũng gọi là giảm đi rất là nhiều, cho nên là các công ty này bây giờ nó cũng eo xèo theo luôn đó. Những cái thảm trải vàng rồi trang trí màn rèm cửa rồi đó thì xung quanh đây cả nhà mình nhìn thấy nè, eo xèo hết trơn luôn, thê thảm luôn. Kinh doanh mà không thấy một cái bóng khách nào luôn thì thử hỏi bây giờ thì phải làm sao, đúng không? Quá đắng luôn. Tình hình kinh doanh hiện tại đó, thì tất cả cái cửa hàng này thì mỗi một cái cửa hàng như gì đấy, như một cái tòa nhà khủng khiếp như vậy đấy. Thuê một cái tòa nhà như gì thì cả nhà mình thấy là mấy chục triệu, có trăm triệu trở lên không, đâu có rẻ đâu. Nguyên một cái nhà 5-7 tầng trà bá lửa như thế này thì bự như thế này thì cả trăm triệu lết. Mà bây giờ thì một tháng 100 triệu tiền một ngày bỏ ra, mở mắt ra điện nước là 4-5 triệu rồi, nhân viên rồi nữa là tiền lời đó nha. Mà bán chỗ này nữa cả ngày không biết bán làm được 4-5 triệu được cả vốn cả lời luôn nữa, không biết có không nữa, nói chi là tiền lời. Thì thành ra bây giờ thì phải nói điều đó là lỗ sặc máu luôn, lỗ đậm luôn. Những cái quán mà như bún thịt nướng rồi giờ có ai mà vào đâu, coi như là te thua hết rồi đó. Càng đi về cuối năm thì càng gọi là thảm luôn. Ở đây là ngã tư của đường Lý Thái Tổ và Sư Văn Hạnh, thì để đi sẽ đi thêm một đoạn nữa. Đây những cái cửa hàng đây là coi như là bây giờ là vắng lặng luôn, đóng cửa luôn đó. Đó thì những cái cửa hàng nào Mobi đi, bây giờ thì coi như là kinh doanh không được nữa, chủ không nổi nữa, cũng thua rồi. Ngân hàng bên kia thì ngân hàng Đông Á cũng vắng tẻo một teo luôn đó. Thì có nhiều anh chị em nói là đi là mà đi sau buổi trưa người ta nghỉ có ai đâu, mà không phải, ngân hàng vẫn làm việc. Nếu mà buổi trưa ngân hàng mà nghỉ là buổi trưa là ngân hàng sẽ kéo cái cửa cuốn xuống đó, cho nên là mình đi là mình phải đi cái giờ cao điểm để mình quay, tại vì không thể nào mà vì có thể gạt được khách hàng. Gạt khách hàng thì sẽ không bao giờ tồn tại được đó. Thì cho nên là ở đây là đi là đi những cái giờ cao điểm thôi. Thì ở đây nè, cái quán cơm đó, quán cơm từ thiện đó cả nhà mình. Thấy nhiều bệnh nhân tội lắm, bây giờ người ta xếp hàng dài luôn, chỗ ngân hàng Đông Á dài tới đây luôn nè, để mà chờ tới giờ nó phát cơm từ thiện xin ăn. Thì khi mà ở đây thì có bệnh viện Nhi Đồng đó, ở chỗ Lý Thái Tổ nè, thành ra là bây giờ thì khó khăn khổ quá, bệnh tật thì kéo dài, cho nên là bây giờ thì nhiều khi kinh tế là cũng khá giả đó, nhưng mà do con đã bệnh lâu ngày rồi kiệt quệ đi kinh tế, cho nên là bây giờ mới dẫn đến cái cảnh mà xếp hàng, mỗi người xếp hàng đứng hàng dài như thế này để xin cơm ăn, nhìn tội lắm cả nhà. Phải nói là ở quê người ta cũng là thế này thế kia, nhưng mà do bây giờ bệnh tật kéo dài quá thì bất đắc dĩ phải làm những cái người gọi là xin ăn giữa Sài Gòn như thế này, cho nên là cuộc sống không ai biết trước được ngày mai nó sẽ như thế nào. Có thể là hôm nay mình khá giả, có thể như thế này thế kia, nhưng mà bao nhiêu biến cố cuộc đời nó hiện đến gọi là bất ngờ bất chợt lắm, cho nên là có thể là
hôm nay mình nghèo nhưng mà có thể là sau này mình sẽ giàu, hoặc là hôm nay mình giàu có thể là sau này mình sẽ nghèo. Cho nên là sống mà mình cũng phải trân trọng những cái gì mà mình đang có. Cả nhà mình thấy đó, bây giờ ngay chỗ khu bệnh viện Lý Thái Tổ này, bệnh viện Nhi Đồng này, phía Lý Thái Tổ đây, mà xung quanh nó vắng đến nỗi đây, đây nè cả nhà mình nhìn thấy đi, vắng quá trời vắng luôn chứ không phải vắng bình thường nữa. Thì kiểu này thì còn làm ăn buôn bán gì được nữa, càng ngày thì càng khó khăn, kinh doanh coi như là eo xèo luôn rồi. Nó thì những cái tiệm tạp hóa rồi đây nè, đó thì đâu có còn gì nữa đâu. Ở đây đó thì khu bệnh viện này nè, hoành tráng như thế này đấy, mà bây giờ thì coi như là thua rồi. Để mình sẽ đi tới đây để gia đình chúng ta thấy đây. Đây là bệnh viện đây, bệnh viện Nhi Đồng 1 ha, Lý Thái Tổ hoành tráng như thế này đây. Nhưng mà hiện tại thì cả nhà mình nhìn thấy nè, đó thì eo xèo hết luôn. Cho nên là bây giờ thì người ta cái gì cũng khó khăn hết. Đó thì hai bên đường là gần như là trống trơn luôn, cửa hàng thì nhan nhản khắp hết nơi luôn mà bán không được, không có khách. Cả nhà mình thấy đi, những cái mặt tiền Lý Thế Tổ này thì đâu có bao giờ mà gọi là rẻ đâu, gớ vô là phỏng tay đó. Nhưng mà bây giờ thì thua rồi. Thuê cái mặt bằng thì giá thì ngút ngàn trên trời, mà bán thì không có khách. Cho nên là kinh doanh chỗ này thì từ lỗ tới lỗ thôi, từ chết tới bị thương thôi, chứ không cách nào khác hơn được nữa chứ. Đó thì ngay cho cổng bệnh viện luôn mà bây giờ thì te tua như thế này đây. Đó thì cả nhà mình nhìn thấy đây, như là khu khám bệnh nè. Đó thì bệnh viện Nhi đây, đa số là các trẻ em dưới 12 tuổi sẽ vào đây khám. Đó thì đối diện bên đường đây, nhà thuốc thì cũng vắng tẻo đều teo luôn, tất cả các nhà thuốc đây. Gia đình mình thấy là ăn theo cái tiệm tạp hóa, tiệm sữa gì cũng thua hết. Ở đâu có bệnh viện là ở đó nhà thuốc tây mọc lên như nấm luôn xung quanh. Mà bây giờ thì bán buôn cũng có được gì đâu. Đây thì bãi gửi xe ha. Đó thì để đi tới một xíu nữa để gia đình chúng ta thấy là cái tình cảnh của người ta khó khăn như thế nào. Đó thì ở bên đường nó cũng rất là nhiều người xin ăn đây. Giáo xứ Bắc Trà này. Ngay giáo xứ Bắc Trà đây cả nhà mình nhìn thấy nè. Ngay trước nhà thờ đó người ta cũng đem những cái hộp cơm từ thiện đến người ta phát đó. Chuẩn bị là xếp hàng xin ăn hết. Đó thì cuộc sống của bà con bây giờ khó khăn quá. Kinh tế thì gọi là suy thoái, làm thì không ra tiền, việc làm thì khó khăn bấp bênh. Mà bây giờ bệnh tật kéo dài rồi phải xin cơm như thế này đấy. Đó sợ nhất là bởi vì ai nói là cái gì cái với được khỏe mạnh là cũng là một điều rất là may mắn rồi. Nhưng khi mà sức khỏe nó kiệt quệ rồi nó kéo theo tất cả thì mất hết. Rồi mất không có sức khỏe là chúng ta không còn gì nữa chứ. Có còn sức khỏe thì có thể là chúng ta không có tiền thì chúng ta làm từ từ có thể là có tiền, có vốn, có tài sản. Nhưng mà đã không có sức khỏe rồi thì đâu có làm được gì nữa đâu, mà tiền với không tiền tội lắm. Đó ngay khu vực này là đường 3 tháng 2 đây, ngay cầu vượt 3 tháng 2 nè, nút giao với Lý Thái Tổ ha. Bên kia thì có siêu thị Sài Gòn Sachamart đây. Mà bây giờ vắng lắm cả nhà, vắng gọi là vắng tẻo teo luôn. Bây giờ thì coi như là thua rồi. Kinh doanh buôn bán hay làm cái gì bây giờ nó cũng vắng, vắng dữ luôn chứ không phải vắng bình thường nữa. Những cái siêu thị như thế này đi về bây giờ thì kiếm mỏi mắt luôn, không có khách ra vô luôn. Một cái siêu thị mà nhìn hoài đâu có khách đâu, nó vắng rồi, vắng dữ luôn, vắng ghê luôn. Cả nhà mình nhìn nè, thấy vắng không, quá trời vắng luôn. Một cái siêu thị mà nó vắng cỡ này đây thì biết sao bây giờ. Tình hình gọi là rất là căng luôn. Tình hình kinh doanh mua bán hiện tại thì quá eo xèo luôn rồi. Đó thì để Ri sẽ đi một vòng nữa. Xung quanh đây thì cả nhà mình thấy những cái mặt tiền ở đây thì cũng gọi là đóng cửa nhan nhản luôn rồi. Cho nên là bây giờ thì gần như là không có làm ăn kinh doanh gì được hết. Đi tới đâu thì nó vắng đến đó. Đi một đoạn 3 tháng 2 này nữa để gia đình chúng ta nhìn thấy được là khu vực ngay quận 10 này thì hiện tại thì bị tổn thương đến như thế nào. Trong khi thì tất cả khu vực ở đây thì gần như luôn người ta kinh doanh là cầm chừng hết, ai cũng than cũng lỗ hết. Đó thì ngay cầu vượt nút giao này, lúc trước là không có cầu vượt này thì kẹt xe gọi là triền miên luôn. Từ khi mà cầu vượt thì dây xây lên thì cũng giải tỏa được giao thông được rất là nhiều. Đó thì ở đây thì thẳng ra nè, cả nhà mình thấy là ngay đây là ngay quận ủy quận 10 ha, bên tay phải này, ủy ban quận 10, đi dài tới luôn để gia đình mình nhìn thấy.
bên đường rồi thì thấy bây giờ tre tua hết trơn rồi, dán bản mà dán dữ luôn bên đường đó. Cả nhà mình thấy là 3-4 cái mặt tiền liền luôn là dán bản cho thuê hết, không có kinh doanh gì được hết. Bây giờ thì ở đây cũng là cho thuê mặt bằng đây, cả nhà mình thấy thê thảm luôn ha. Đó thì những cái mặt bằng đây nè coi như là đóng cửa hết, kinh doanh đâu có được đâu cả nhà. Đó thì những cái mặt bằng đẹp như thế này đây, nhưng mà bây giờ thì dán bản cho thuê bấy bá luôn mà cũng không ai dám thuê. Tại vì thời điểm này khó khăn quá, kinh doanh eo xèo quá. Bây giờ mà nếu mà thuê thì gọi là cũng không có bán được, thuê thì cũng lỗ thôi. Đó, những cái cửa hàng như thế này đây, nó giảm giá tùm lum hết trơn. Mà bây giờ thì coi thời trang coi như là cũng gọi là trả mặt bằng hết rồi, trụ không nổi. Trả mặt bằng có nghĩa là đồng nghĩa tới phá sản rồi đó. Kinh doanh mà cầm cự không nổi, người ta bỏ vốn ra rất là nhiều. Cái người kinh doanh này rất khó để rút. Tại vì khi để mở một cái cửa hàng kinh doanh mà ngay chỗ mặt tiền đường lớn như thế này thì từ mấy trăm triệu đến mấy tỷ là ít không. Cho nên là đâu phải nói rút là rút đâu. Làm kinh doanh mà phải nói là trường hợp phá sản thôi, chứ cả tâm huyết của người ta luôn mà làm sao mà rút được. Thì vỉa hè thì thênh thang như thế này đấy, đường thì rộng ha, nhưng mà cả nhà mình nhìn thấy đi, kinh doanh thì nó ảm đạm, có khách khứa gì đâu. Thời trang hay cái gì đó thì nó te tua ra đã, kể cả hai bên đường không thấy khách luôn, vắng tẻo teo luôn đó. Thì để ghi sẽ đi lên đây nữa để gia đình chúng ta thấy nè đó. Thì sau công thực phẩm chức năng chất lượng cao rồi dài đến đây nữa, gần như ha tất cả các cửa hàng ở đây thì thời trang rồi nè, gần như là bây giờ thì không có kinh doanh buôn bán được gì hết đó. Thì mình thấy nhìn đây cửa hàng lớn như thế này luôn không có một khách nào vào đó. Thì kim cương mobi rồi đấy, toàn là thấy xe của nhân viên luôn, không thấy một khách nào hết. Mình chạy đi một đường để thấy là cái khu vực này kinh doanh nó ngon lành, vỉa hè đẹp như thế này. Rồi mình nhìn lại bên đường nữa nè, các cửa hàng mở ra để mà chờ qua ngày rồi, qua ngày đoạn tháng thôi, chứ bây giờ là không có buôn bán gì được hết. Nhìn như vậy mà không có một khách luôn mà làm sao mà bán buôn kinh doanh gì. Action băng đi, Action băng khu vực này đi, cả nhà mình thấy nè, mà bây giờ không có khách luôn, không có khách hàng vào luôn nữa, kể cả phòng giao dịch ngân hàng thì cũng chịu trận luôn đó. Thì những cái cửa hàng điện thoại đây nói dãy ở đây luôn nè, bây giờ thì coi như là bó tay rồi. Những cái cửa hàng lớn này thuê mặt tiền đây thì đâu có rẻ đâu, nguyên dãy như thế này luôn. Bên đường cũng có nhiều cái mặt tiền người ta đóng cửa, trụ không nổi bỏ chạy hết rồi đó. Thì tình hình bây giờ thì kinh doanh rất là khó khăn luôn ha. Cho nên là mọi cái coi như là gần như bây giờ đều chống lại hết. Ở đây thì có GB Bank đi, ngân hàng dầu khí toàn cầu đi, để nhìn vào cả nhà nhìn vào là không có một cái khách nào hết trơn. Tình hình kinh doanh bây giờ nó ế đến mức độ mà ngân hàng thì bây giờ bảo vệ cũng ngồi bấm điện thoại ngồi chơi luôn, không có kiếm ra một khách nào hết. Nó quá trời gọi là thê thảm luôn. Ở đây thì có VIP, khu vực mà có nhiều ngân hàng, văn phòng giao dịch ngân hàng đặt thì khu vực này cực kỳ sầm uất luôn. Nhưng mà gia đình mình nhìn thấy VIP bây giờ nó te tua tơi tả luôn, nhìn trống trơn trống trội luôn. Đó thì không có gì hết, rất là trống luôn ha. Bên đường thì có Sacombank nữa kìa. Đó thì nhiều ngân hàng ở đây thì bây giờ mình thấy rồi đó, gần như là tất cả các ngân hàng ở đây thì đều gọi là chết ngắt hết rồi. Đó thì người kinh doanh mua bán ở đây thì tơi tả qua lá cành luôn. Đó, clip của em Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.